Những cách chữa đau nhức răng an toàn hiệu quả tại nhà, đảm bảo sử dụng khỏi nhanh trong vòng một nốt nhạc. Hoan Hỷ kính chào quý vị khán thính giả của kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa có câu: thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng. Những cơn đau thấu trời đất, đau răng âm ỉ hàng ngày hành hạ bạn. Nếu như bạn đang gặp rắc rối với tình trạng này, hãy thử áp dụng ngay cách trị nhức răng dân gian tại nhà, đơn giản, an toàn, tiết kiệm chi phí, chỉ với những loại thực phẩm cực kỳ rẻ tiền lại luôn bán sẵn ngoài chợ. Đừng chần chừ, hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay, quý vị sẽ thấy rõ điều này. Những cách chữa đau nhức răng an toàn, hiệu quả tại nhà, đảm bảo sử dụng khỏi nhanh trong vòng một nốt nhạc. 1. Cách trị nhức răng tại nhà bằng rễ lá lốt. Rễ lá lốt có chứa các tinh dầu và các alkaloid, có thành phần chủ yếu là beta-cariforilin và benzylacetate, có công dụng diệt khuẩn, kháng viêm và là cách làm hết nhức răng tại nhà hữu hiệu. Cách thực hiện: bạn lấy khoảng 20g rễ cây lá lốt rửa sạch, sau đó giã nát với vài hạt muối rồi lọc lấy nước. Dùng bông gòn thấm vào chỗ đau răng để khoảng 5 phút. Cuối cùng, súc miệng bằng nước sạch, ngày lặp lại 3-4 lần hoặc có thể nhiều hơn. Sau khoảng 3 ngày, bạn sẽ thấy cơn đau giảm đi rõ rệt. 2. Cách trị đau răng tại nhà bằng gương tươi. Gương tươi có vị cay nóng và tính diệt khuẩn rất cao. Ngoài ra, nó còn là cách trị nhức răng tại nhà và giảm đau răng rất nhanh chóng, đơn giản. Đặc biệt hiệu quả với trường hợp sâu răng và được coi là cách giảm đau răng sâu siêu hiệu quả. Lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày mỗi khi cơn nhức răng đến làm phiền bạn. Cách thực hiện: bạn dùng củ gừng tươi rửa sạch, cạo vỏ đi, dùng gừng tươi đó cắn vào chỗ răng đau khoảng 3-5 phút cho tinh chất gừng tiết ra diệt khuẩn. 3. Mẹo chữa đau răng bằng lá ổi. Lá ổi chứa nhiều hợp chất astringent, chất kháng viêm, kháng khuẩn rất tốt, giúp nướu săn chắc và giảm cơn đau răng hiệu quả. Đây là cách trị nhức răng tại nhà được rất nhiều người lựa chọn. Cách thực hiện: bạn chỉ cần rửa sạch và nhai vài lá búp ổi non hàng ngày. Kết hợp với đó, có thể súc miệng với nước ép ổi ngày 2-3 lần, đặc biệt là sau khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ để giảm cơn đau răng. 4. Cách giảm đau răng nhanh nhất bằng trà bạc hà. Mẹo trị đau răng bằng trà bạc hà rất hiệu quả, bởi vì trà bạc hà vừa có mùi vị thơm ngon, vừa có công dụng gây tê, vừa có công dụng giảm đau và diệt khuẩn hiệu quả. Tình trạng đau răng không còn mà mùi hơi thở của bạn cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Cách thực hiện: cho một muỗng lá bạc hà khô vào một ly nước sôi và ngâm khoảng 20 phút. Sau khi trào nguội, dùng chúng để súc miệng, có thể uống luôn ngay sau khi súc miệng xong. Lời khuyên: nên lặp lại cách chữa nhức răng đơn giản bằng trà bạc hà thường xuyên khi cơn đau xuất hiện. 5. Cách làm giảm đau răng tại nhà bằng nước muối. Nước biển được xem là vị thuốc thần kỳ giúp hỗ trợ sức khỏe cũng như hỗ trợ hệ miễn dịch, ổn định nhịp tim và huyết áp, kiềm hóa cơ thể và làm giảm đau răng hiệu quả. Các thành phần chống vi khuẩn tự nhiên có trong muối biển giúp giảm nhẹ triệu chứng đau răng và tiêu diệt một số vi khuẩn gây viêm. Ngoài ra, muối biển cũng chứa hơn 60 loại khoáng chất giúp chữa lành vết thương nhanh chóng và hiệu quả. Cách súc miệng bằng nước muối. Lấy một muỗng cà phê muối, cho muối vào ly nước ấm, thử lại có cảm giác lở lợ là vừa, không súc quá mặn. Súc từng ngụm nước muối biển nhiều lần cho đến khi hết ly. Các bạn cũng có thể dự trữ sẵn các chai nước muối chuyên dành để súc miệng được bán rộng rãi ở nhà thuốc Tây với nồng độ phù hợp để súc miệng hàng ngày, ngay cả khi không đau răng, để miệng luôn được sạch sẽ và ráng chắc khỏe. 6. Cách chữa hết đau răng tức thời bằng tép tỏi. Tỏi chứa rất nhiều hợp chất có khả năng ngăn chặn viêm, thúc đẩy hệ miễn dịch phát triển. Không những vậy, tỏi còn có khả năng tiêu diệt vi khuẩn có hại gây mảng bám trong răng, là cách giảm đau răng sâu hiệu quả. Ngoài ra, trong tỏi có chứa allicin, có khả năng ngăn ngừa và tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng. Cách nhai tép tỏi để chữa đau răng. Lột vỏ và rửa sạch một tép tỏi, bắt đầu nhai tép tỏi ở vùng răng đau. Nếu vẫn chưa hết đau, hãy tiếp tục nhai tép thứ hai. Trong tỏi tươi không có allicin tự do, chỉ có tiền chất là alin. Khi tỏi được băm nhuyễn, enzyme trong tỏi bị kích hoạt sẽ kích thích alin hình thành allicin. Nên nếu đau răng, không thể nhai cả tép tỏi, có thể băm nhuyễn và
và chờ một lúc sau đó bắt đầu sử dụng để tận dụng được hiệu quả tuyệt vời của allicin. Có thể kết hợp tỏi với gừng hoặc muối để tăng hiệu quả và giảm sự khó chịu do mùi tỏi gây ra. Lưu ý rằng những phương pháp này là tạm thời và bạn nên đi đến bác sĩ để tìm ra nguyên nhân gây đau. 7. Cách chữa đau răng bằng hành tây. Hành tây có đặc tính kháng khuẩn và kháng viêm, giúp tiêu diệt vi trùng trong khoang miệng, ngăn lây lan và ngừa sâu răng. Đặc biệt, hành tây còn có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây viêm ở răng và nướu, ngăn ngừa chảy máu nướu răng. Loại nguyên liệu này là liệu pháp trị liệu tại nhà giúp giảm đau, chữa kích ứng nướu và ngăn ngừa sâu răng hiệu quả. Bên cạnh đó, trong hành có hợp chất lưu huỳnh, khi tiếp xúc với nước bọt, chúng giúp tạo thành axit sulfuric gây tê và có tác dụng giảm đau. Cách nhai hành tây. Nhai một lát lớn hành trong vùng kích ứng cho đến khi mùi nồng của hành biến mất. Tiếp tục nhai những lát hành khác cho đến khi bạn thấy đỡ đau. Trong trường hợp đau răng không thể nhai được, các bạn có thể ép lấy nước hành tây và thoa trực tiếp lên chỗ đau răng bằng bông gòn thấm nước ép và lặp lại nhiều lần trong ngày. 8. Mẹo chữa nhức răng từ lá trầu không. Đây được coi là một trong những cách trị nhức răng nhanh nhất trước khi bạn có thể đến gặp nha sĩ. Trong lá trầu không có chứa một lượng lớn tinh dầu và muối khoáng, có tác dụng kháng viêm, làm bớt đau răng khá hiệu quả. Nếu bạn đang bị sâu răng thì đây cũng là một gợi ý về mẹo chữa nhức răng sâu khá tốt. Cách thực hiện: lấy 2 hay 3 lá trầu không, giã nhỏ cùng một vài hạt muối, rồi hòa một chén rượu. Sau 10 phút thì gạn lấy phần nước trong, chia hai lần súc miệng kỹ rồi nhổ hết ra. Mỗi lần cách nhau khoảng 5 phút sẽ làm răng hết đau trong vòng 15 phút. 9. Lá bàng non. Lá bàng có tính sát khuẩn khá cao, có thể loại bỏ cơn đau răng tức thời trong thời gian ngắn nhất. Đây cũng là một mẹo chữa đau răng sâu được nhiều người áp dụng. Cách thực hiện: chuẩn bị một nắm lá bàng non hái vào buổi sáng sớm là tốt hơn cả. 1/2 thìa cà phê muối tinh và 250ml nước. Sau đó, bạn cho vào máy xay sinh tố, xay cho đến khi thu được hỗn hợp đặc sệt. Lọc hỗn hợp loại bỏ phần bã, thu được nước lá bàng. Bạn đổ vào một chai nước để trong tủ lạnh và dùng dần. Ngay bỏ ra súc miệng khoảng 2-3 lần để giảm cơn đau nhức chân răng. 10. Ấn huyệt cũng là cách làm giảm đau răng tại nhà hiệu quả. Đây là một trong những phương pháp đông y cổ truyền trong việc trị đau nhức răng. Tuy nhiên, không áp dụng được kỹ thuật này đối với phụ nữ đang mang thai. Cách thực hiện: dùng ngón tay cái ấn mạnh vào điểm giao nhau giữa ngón cái và ngón trỏ của bề mặt lòng bàn tay còn lại. Ấn mạnh và giữ chặt trong khoảng 2 phút. Biện pháp này kích thích sự giải phóng endorphin, thuốc phiện tự nhiên của cơ thể, giúp tinh thần cảm thấy phấn chấn hơn. Những lưu ý khi áp dụng cách trị đau răng tại nhà. Những cách trị nhức răng tại nhà trên đây chỉ có tác dụng làm giảm đau tạm thời mà không thể khắc phục dứt điểm và tận gốc tình trạng nhức răng. Mặc dù không thể phủ nhận hiệu quả từ những cách chữa đau răng nhức nhân gian này, tuy nhiên bạn cần thực hiện một cách khoa học. Nếu áp dụng các cách làm đỡ đau răng một cách thiếu khoa học và lạm dụng chúng thì đau nhức răng sẽ ngày một nặng và diễn biến thêm trầm trọng. Biến chứng do lạm dụng và thực hiện sai cách, nhiều trường hợp đã bị bỏng đá, mòn men răng, răng nhạy cảm, ê buốt, đau nhức hơn do lạm dụng những cách trị nhức răng trên. Thậm chí, sâu răng còn biến chứng đến viêm tủy cấp, viêm quanh cuống chân răng, viêm nha chu, răng lung lay, gãy rụng, nguy cơ mất răng vĩnh viễn. Có hàng tá lý do khiến bạn bị đau nhức răng, từ sâu răng, nứt răng, viêm tủy răng cho đến những nguyên nhân không thuộc bệnh lý như mọc răng khôn, răng bị va đập mạnh. Một khi bị đau răng, ngoài áp dụng những biện pháp giảm đau cấp tốc, bạn nên chú ý đến việc đau răng nên ăn kiêng gì để giảm bớt những khó chịu cho bản thân mình. Vậy, đau răng ăn kiêng gì? Đừng ăn 7 loại thực phẩm sau. 1. Kẹo cứng. Kẹo ngọt, nhất là những loại kẹo cứng, là cái tên đầu tiên nằm trong sổ đen của những người bị đau răng. Loại kẹo này thường chứa đường sucrose, là một môi trường thuận lợi hại khuẩn trong khoang miệng sôi sôi nảy nở. Khi vi khuẩn tích tụ nhiều, sẽ sản sinh ra axit lactic làm men răng bị mòn và gây nhức răng. Chưa kể, việc nhai kẹo cứng còn làm tăng nguy cơ bị mẻ răng nữa. Ngoài kẹo cứng, bạn cũng không nên ăn kẹo dẻo vì loại này khá dai và có thể mắc vào kẽ răng, khiến cơn đau nhức răng sẽ thêm tệ hơn. Nếu quá thèm đồ ngọt,
bạn hãy thay kẹo ngọt bằng sô-cô-la ít đường để dễ vệ sinh răng miệng sau khi ăn hơn. 2. Đồ uống có ga. Ai cũng biết, thức uống có ga chẳng phải thứ bổ béo gì, kể cả khi chúng được gắn mác ít ngọt hay dành cho người ăn kiêng. Thực tế, loại đồ uống này có chứa nhiều đường và axit, là hai yếu tố gây tổn hại các dây thần kinh ở răng, dẫn đến hiện tượng đau răng. Hơn nữa, việc thường xuyên sử dụng những loại sản phẩm này còn là nguyên nhân gây ra khô miệng do giảm tiết nước bọt và làm ố vàng răng, nhất là khi vừa uống xong đã chảy răng ngay. 3. Trái cây họ cam, quýt. Khi bị đau nhức răng kiêng ăn gì? Trả lời bạn đó là trái cây họ cam, quýt. Dẫu rằng loại hoa quả này được xếp vào nhóm thực phẩm lành mạnh, tốt cho sức khỏe, nhưng chúng lại không phù hợp với người bị đau nhức răng. Lý do đơn giản là vì chúng có chứa nhiều vitamin C, dưỡng chất này có tính axit nhẹ nên vẫn có thể làm mòn men răng, khiến răng bị tổn thương nhiều hơn. Bạn không phải bỏ hoàn toàn hẳn trái cây họ cam quýt ra khỏi thực đơn. Mẹo sử dụng là ngay sau khi ăn hãy súc miệng lại với nước lọc. 4. Cà phê nóng. Người Việt Nam ta thường có thói quen nhâm nhi cà phê nóng vào buổi sáng sớm, nhưng món đồ này lại không tốt để sử dụng khi bị đau răng. Sở dĩ như vậy là do nước nóng sẽ kích thích các dây thần kinh ở răng, khiến cơn đau thêm tệ hơn. Mặt khác, thành phần caffeine trong cà phê cũng có tính axit cao, dễ làm hỏng men răng. 5. Đừng ăn táo. Sẽ không ít người phải ngạc nhiên khi táo lại nằm trong danh sách đau răng nên kiêng ăn gì. Bởi nhiều người từng nghe qua câu nói, mỗi ngày ăn một quả táo sẽ không phải đến gặp bác sĩ. Bấy nhiêu thôi đủ để thấy táo mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như thế nào. Nhưng cũng như họ trái cây nhà cam, quýt, táo cũng có tính axit nhẹ, ăn nhiều sẽ không tốt cho men răng. Chưa kể, táo còn có nhiều đường hơn, mà đường lại là thỏi nam châm thu hút vi khuẩn và làm thay đổi nồng độ pH trong khoang miệng. Do đó, khi bị đau răng, bạn nên tránh ăn táo. 6. Kem lạnh. Không chỉ đồ uống hay thức ăn nóng, mà khi đau răng, việc sử dụng đồ ăn lạnh cũng làm cho răng thêm nhạy cảm và dễ bị đau nhức hơn. Điển hình như kem, đây vừa là thực phẩm lạnh, vừa chứa nhiều đường làm răng suy yếu nhiều đi. Đặc biệt, những ai được chẩn đoán là răng nhạy cảm hoặc đang gặp các vấn đề về răng miệng nên hạn chế đồ ăn lạnh vì lớp men bảo vệ răng của bạn lúc này đã không còn hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả. 7. Thịt gà. Nếu băn khoăn không biết đau nhức răng nên kiêng ăn gì thì hãy thêm ngay thịt gà vào sổ đen. Bởi loại thịt này có kết cấu sợi, khi ăn sẽ rất dễ bị dính vào kẽ răng. Nếu chẳng may thịt mắc vào chân răng sẽ làm cho cơn đau thêm nghiêm trọng hơn. Thêm nữa, các mẩu vụn của thịt gà dính vào kẽ răng mà không được loại bỏ sớm sẽ bị vi khuẩn phân giải gây mùi hôi miệng khó chịu. Cách chăm sóc răng miệng. Ngoài việc tránh tiêu thụ các món nằm trong danh sách các món cần kiêng khi đau răng, cách giảm đau răng hữu hiệu là làm theo hướng dẫn của những chăm sóc răng miệng. Không nên đánh răng quá mạnh, vì việc này sẽ nhanh làm hỏng lớp men bảo vệ răng hơn thay vì chỉ lấy đi lớp mảng bám xấu xí. Nhất là khi bạn có thói quen chải răng mạnh từ bên này sang bên kia ngay đường viền nướu. Chọn các món ăn mềm, dễ tiêu hóa để sử dụng, chẳng hạn như sữa và các chế phẩm từ sữa loại không đường, cháo, súp. Súc miệng lại với nước lọc. Sau khi ăn các loại thực phẩm có tính axit, nếu muốn chải răng phải đợi khoảng 30 phút đến 1 giờ, vì thực hiện ngay sẽ khiến men răng bị tổn thương nhiều hơn. Cân nhắc việc sử dụng thuốc giảm đau và đến nha sĩ để thăm khám nếu tình trạng đau nhức răng kéo dài không giảm bớt. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số cách giảm đau răng tại nhà có thể giúp cho bạn kiểm soát cơn đau một cách nhanh chóng. Đa phần các cơn đau nha khoa đều được can thiệp xử lý bởi không có biện pháp điều trị tại nhà nào thật sự hữu hiệu và mang tính lâu dài. Đừng chủ quan hay ngần ngại, tìm đến sự giúp đỡ của nha sĩ nếu như muốn tránh các biến chứng lâu dài về sau do viêm nhiễm mãn tính gây ra. Sau khi thử các biện pháp trên để giảm nhẹ triệu chứng đau nhức, bạn nên đi khám càng sớm càng tốt để các bác sĩ xác định được nguyên nhân đau nhằm có hướng xử trí kịp thời. Kênh Nhân Sạch Sống Khỏe xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có sức khỏe tốt, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Video của chương trình xin phép khép lại tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.